Hát xin mời các bạn xin. Ok, bạn nào vào sau thì chúng ta sẽ học sau, đó là tham khảo sau. Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học hai tình huống là tình huống thứ 20, à 19 và 20, và đây là hai tình huống cuối cùng của kỳ 2 rồi. Thì chúng ta sẽ đến với bài tình huống thứ 19, địa điểm và các khu vực địa điểm du lịch và các địa điểm tại Malaysia. Thì phần đầu tiên cô giới thiệu phần từ vựng. Thì phần từ vựng này chúng ta sẽ tham khảo về một số những cái địa điểm, một số những cái bang của Malaysia. Thì cô tin là các bạn đã hiểu biết hết rồi. Tại vì hiện tại cái lúc mà Covid như thế này thì bạn nào cũng từng tham khảo xem là bang nào thì cô tin là các bạn đã biết những cái này rồi. Nhưng mà cô sẽ chia sẻ lại, nó có trong bài học cô sẽ chia sẻ lại. Thì các bạn biết rồi, Malaysia nó là một đất nước, nó có gồm có 13 bang. Đó là 13 bang và một lãnh thổ liên bang. Đó là cái nước của Malaysia. Thì 13 bang này nó sẽ gồm những bang nào? Bang thứ nhất là bang Johor, còn cái thủ bang của nó ở giữa cái ngoặc đơn này thì các bạn tự học nhé. Chúng ta thuộc cái bang nào ở nơi chúng ta sinh sống thì chúng ta thuộc cái bang đó, còn ở những cái nơi khác thì các bạn có thể tham khảo. Còn chúng ta cô không yêu cầu là thuộc hết những cái thủ bang, nhưng mà bang thì nhất định phải thuộc, đúng không nào? Bang thì phải thuộc cho cô. Thứ nhất là Johor, thứ hai là Kedah, thứ ba là Kelantan, thứ tư là Melaka. Đôi khi cái chữ này đôi khi người ta viết là A cũng được các bạn nhé, Malacca hoặc là Melaka, thì một cái là cái tiếng Mã người ta viết, một cái là tiếng Anh người ta viết, nó không có cái gì là thay đổi cả các bạn nhé. Negeri Sembilan, Pahang, Pahang. Pahang thì giống như bạn Thúy đang ở Pahang đúng không nào? Cô nhớ là bạn Thúy ở Pahang này. Tiếp. Pilang, cái Pilang này thì nó cũng có hai cách viết các bạn nhé. Đôi khi các bạn sẽ thấy cái chữ Y này người ta viết thành chữ E, đó là tiếng Anh và tiếng Mã thôi, chúng ta không có cái gì thay đổi cả. Perak, Perak là cái bang hiện tại của cô đang sinh sống, gọi là bang Perak. Perlis, Perlis thì cái Perlis này thì nó là một cái bang rất là nhỏ đấy các bạn, bang rất là nhỏ, nó giống là một cái thị trấn thôi nhưng nó cũng đại diện cho một cái bang. Selangor, Selangor. Selangor này thì là một cái bang nó rất là lớn và hiện tại cái số người mắc Covid cũng rất là nhiều đó không nào. Ngày hôm nay cô hình như là 4.000 hay hơn bao nhiêu đó cái bang Selangor này. Terengganu đó là bang thứ 11. Còn bang thứ 12 và 13 thì nó ở bên này các bạn nhé. 12 13 thì là nó hai cái bang này nó nằm ở cái bán đảo Borneo. Nó nằm nó không phải ở trong đất liền mà nó nằm nguyên một cái bán đảo của nó, thì gọi đó là cái bang thứ 12 là Sapa và Sarawak. Đây là 13 bang. 13 bang thì trong sách cô đánh dấu từ thứ 1 tới thứ 13 rồi, nên là 13 bang này bắt buộc các bạn phải thuộc. Còn cái thủ bang này thì các bạn có quyền thuộc hoặc là không thuộc, tùy các bạn. Nhưng mà các bạn thuộc cái bang mà nơi các bạn sinh sống. Ví dụ như bang Perak của cô thì cái thủ bang của Perak là Ipoh. Thì tương tự như vậy, cái thủ bang của các bạn là cái nơi nào thì các bạn cố gắng là các bạn thuộc cái vùng đó. Còn ví dụ như là cái lãnh thổ liên bang bên dưới này nó không phải là bang các bạn nhé. Ví dụ cái lãnh thổ liên bang Labuan này, Labuan này nó là cái lãnh thổ liên bang, nó giải quyết những cái vấn đề thuộc hai cái bang này thôi, 13 và 12 và 13 này thôi. Thì cái lãnh thổ liên bang Labuan này nó giải quyết cái vấn đề ở cái bán đảo Borneo này thôi, nó không liên quan tới đất liền. Tại vì nó rất là xa cách đất liền nơi chúng ta sinh sống nên là nó phân ra một cái lãnh thổ. Còn ở bên đất liền của chúng ta có 11 bang thì nó có một cái lãnh thổ liên bang ở bên dưới này các bạn nhé. Lãnh thổ liên bang là Putrajaya, thì cái này bạn nào cũng từng đến đây rồi, vì cô tin là các bạn kết hôn các bạn phải đi qua đây đúng không nào. Không đi qua đây thì chúng ta sẽ không về địa phương chúng ta đăng ký kết hôn được, nên các bạn đều đi qua cái lãnh thổ liên bang này rồi. Và ngoài ra nó có một cái thủ đô Ipoh Negara, thì Ipoh Negara nó chính là cái thủ đô Kuala Lumpur. Nước Lào cũng có một cái thủ đô thì các bạn biết rồi đúng không nào. Thủ đô hiện tại cô thấy một số bạn sinh sống ở đấy, ví dụ như là Jenny đúng không nào, một số bạn sinh sống ở trên cái thủ đô này, thì nó không thuộc bang nào, nó là thủ đô thôi. Ipoh Negara nó là cái thủ đô của Malaysia. Thì các bạn nhớ cho cô nhé, 13 bang này, nhớ cho cô từ số 1 cho tới số 13, nhớ cho cô. Malaysia nó có 13 bang và bang thì nó được gọi là Negeri. Negeri nó là bang, còn Negara là quốc gia. Chú ý cho cô hai từ đó, lát nữa trong bài hội thoại chúng ta sẽ gặp, thì Negeri nó là bang. Ví dụ như ai đó hỏi là Malaysia ada berapa negeri thì chúng ta sẽ trả lời là Malaysia ada 13 negeri, nó có 13 bang. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái phần bên này là một cái phần từ vựng, đúng không nào? Từ vựng này thì chúng ta học một số tên gọi các địa điểm. Ví dụ như từ đầu tiên là từ Bukit, Bukit cũng được, đúng không nào? Đồi.
Gulung là núi, Gulung là núi, Bukit là đồi, Bulau là đảo, Bulau là đảo. À, Lautan thì nó là đại dương, ví dụ như lau nó là biển rồi thì các bạn thêm nó rộng hơn biển nó là đại dương thôi, đó là chúng ta có thể đại diện cho từ biển hơn từ đại dương, lau Lautan. Utan là rừng, Utan hoặc là Utan cũng được, nó là đại diện cho rừng. Sungai là sông, Sungai là sông. Cô Lam thì nó là hồ. Thì cái Cô Lam và cái Sungai nó phân biệt nhau, các bạn biết đó không nào? Sungai là những con sông nó thông ra nhau và nó thông ra biển thì nó sẽ là con sông. Còn Cô Lam nó là cái hồ. Ví dụ cái hồ mà các bạn nó chỉ nằm ở trong cái khu đó thì chúng ta sẽ gọi là Cô Lam. Padang Pasir thì Padang Pasir, Padang nó là cái sân đấy các bạn, hoặc là cánh đồng người ta cũng gọi là Padang. Thì Padang Pasir nó là cái sa mạc. Pasir này nó là cát các bạn nhé. Nếu chúng ta để riêng ra thì cái Pasir nó sẽ là cát. Ví dụ như bên dưới này Pasiran Pantai thì Pantai nó chính là bãi biển. Còn khi mà chúng ta ghép là Pasiran Pantai thì nó sẽ trở thành bãi cát. Còn khi chúng ta tách ra thì cái từ Pasir này nó là cát, Padang này nó có thể là sân hoặc là cánh đồng. Còn Pantai nó là bãi biển. Còn khi chúng ta ghép vào thì Padang Pasir nó là sa mạc. Pasiran Pantai nó là bãi cát. Tana nó là đất rồi. Tanatinggi là một cái vùng đất cao thì chúng ta sẽ gọi là cao nguyên. Ví dụ như là Tanatinggi Cameron, nó là một cái vùng cao nguyên. Tanarata nó là đồng bằng. Tanarata. Suhu thì Suhu nó là Suhu Palat thì Suhu này nó là cái nhiệt độ đấy các bạn. Ví dụ như là Suhu Badan, đó là hiện tại chúng ta đi check cái Suhu Badan của chúng ta xem là cái nhiệt độ cơ thể của chúng ta là bao nhiêu đó. Thì cái Suhu này nó là nhiệt độ, còn Panas nó là nóng. Thì cái vùng mà có nhiệt độ nóng là cái vùng nhiệt đới, và Mai Sa Việt Nam nó đều nằm trong cái vùng khí hậu nhiệt đới các bạn nhé. Chua Cha nó là khí hậu. Vua là động. Banda, Banda Sejara thì cái từ Banda này nó có thiếu một chữ R ở cuối, các bạn thêm vào cho cô nhé. Banda, các bạn biết cái từ này rồi thì chúng ta có gặp ở đâu đó rồi. Banda ở dưới, ở cuối cùng nó có một chữ R sau chữ A này nữa. Banda Sejara. Banda nó là thành phố, thị trấn. Đó nào, Busat Banda thì nó là trung tâm thành phố, còn Banda nó là một cái thị trấn. Sejara này nó chính là cái môn lịch sử, đó là lịch sử. Thì lịch sử khi chúng ta ghép vào cái thành phố lịch sử nó sẽ trở thành là thành phố cổ. Ví dụ như là Melaka nó là một cái thành phố cổ của Malaysia. Baharu nó là thuyền, Kapa là tàu, Raki là bè, Sekola là trường học, cái này chúng ta biết rồi. Rumah Sakit thì nó chính là cái hospital đấy các bạn, bệnh viện. Bây giờ người ta rất ít gọi với tên gọi là Rumah Sakit, nó gọi là hospital là nhiều. Motel đó là nhà nghỉ, hostel là khách sạn. Sang bên này chúng ta có từ Ruma Tumpangan, đó là nhà trọ. Kedai Makan, Kedai Makanan hoặc là Kedai Makanan, à Makan chúng ta có thể thêm cái tiếp đầu ngữ hoặc không thêm tiếp đầu ngữ thì nó đều là cái nhà hàng. Kedai là cửa hàng hoặc là tiệm đó. Kedai Runcit thì Kedai Runcit là cửa hàng tạp hóa hay là cái cửa hàng mà nó bán nẻ đó các bạn. Runcit là bán nẻ các bạn nhé. Còn Borong là bán sỉ, đó là Borong là bán buôn, bán sỉ. Còn Runcit này nó là bán nẻ. Rồi khi các bạn ghép vào, ví dụ như là Kedai Runcit là cửa hàng tạp hóa hay là cái cửa hàng nó bán nẻ đó. Kedai Barang Electric thì các bạn biết rồi, Electric nó là cái đồ điện tử thì cái này nó là cái cửa hàng đồ điện tử. Kedai Dobi, Kedai Dobi thì nó là cái tiệm giặt ủi. Kedai Makanan dan Minuman nó là cái cửa hàng đồ ăn thức uống, cái quán đồ ăn thức uống, bán đồ ăn thức uống đó. Kilang nó là nhà máy. Còn Srika, Srika chúng ta không có đọc thành sờ hẳn nhé, có hơi cơm ép thôi. Srika, Srika nó là cái công ty. Berindut, Berindutchian nó là khu công nghiệp. Nếu như một cái vùng nào đó mà nó có rất nhiều những cái nhà máy hoặc là nó có rất nhiều những cái công ty nó liền nhau thì người ta sẽ được gọi là khu công nghiệp và người ta sẽ gọi là Perindustrian. Ví dụ như ở trên Pilang thì cô thấy có một khu nó là cái khu công nghiệp, hoặc là cái khu nhà cô dưới này nó cũng có một khu rất là nhiều nhà máy liền nhau thì người ta sẽ gọi là Perindustrian. Busat Membeli Bela. Busat Membeli Bela nó là cái siêu thị các bạn nhé, hoặc là trung tâm mua sắm đó. Beli Bela là mua sắm mà. Chúng ta chưa học cái từ Membeli Bela này. Beli Bela nó là mua sắm, Busat Membeli Bela nó là trung tâm mua sắm hoặc là chúng ta gọi là cái siêu thị đó. Hypermarket đó là tiếng Anh rồi. Tempat Letak nó là cái bãi đỗ xe.
Tâm bạt lật tạn crater là cái bãi đỗ xe hơi, hoặc là ví dụ như là tâm bạt lật tạn motosiker thì nó là cái chỗ đỗ xe mô tô, tùy các bạn. Pharmacy nó là nhà thuốc tây. Busas Bandar là trung tâm thành phố. Busas Bandar là trung tâm thành phố, đúng không nào? Chúng ta đã từng học từ Busa, nó là lỗ rốn rồi, nhưng mà đôi khi cái lỗ rốn có một số người người ta sẽ gọi là Busas Berut nhé. Busan Berut nó cũng là cái lỗ rốn đấy các bạn nhé. Busan Berut và Busan nó đều đại diện những cái lỗ rốn. Nhưng mà khi chúng ta nói Busan này thôi không thì nó không đủ. Ví dụ như là Busan Bandar nó trở thành trung tâm thành phố. Nhưng khi các bạn muốn nói cái lỗ rốn và các bạn sử dụng cái từ Busan này thì các bạn phải sử dụng thêm cái từ Berut nữa. Busan Berut. Bandar nó là thành phố hoặc thị trấn nhé các bạn nhé. Kampung nó là vùng quê. Basaborong thì Basaborong nó là chợ đầu mối hay là cái chợ bán sỉ đấy các bạn. Và cái từ Borong này là bán sỉ. Ví dụ như các bạn vào một cái trung tâm thương mại hoặc một cái siêu thị mà các bạn thấy người ta ghi cái chữ là Pahagian Borong thì có nghĩa là cái chỗ đó là cái chỗ người ta bán sỉ, và người ta không có bán lẻ từng hộp một, mà người ta bán từng bịch, từng thùng một. Thì các bạn có thể vào những cái khu này, nếu như mà các bạn mua đồ làm từ thiện hoặc là các bạn mua với số lượng nhiều thì các bạn có thể vào những cái khu này thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Cái khu vực mà nó bán boron này nhé. Pasar Awam là chợ sáng, hoặc là chúng ta quen với cách gọi của chúng ta là Pasar Pagi. Pagi và Awam đều được, đó là chợ sáng. Pasar Malam là chợ đêm, thì chợ đêm nó rất là phổ biến ở bên Malaysia rồi, bạn nào cũng biết, và khu vực nào cũng có. Ví dụ khu vực nhà cô thì thứ hai cũng có, thứ tư cũng có và thứ bảy cũng có, nó rất là nhiều, nhưng hiện tại thì nó đang đóng cửa thôi, chứ còn những năm trước thì nó rất là ồ ạt. Và có ở chỗ cô nó có hai cái trường đại học nên là khi nào ngày nào mà có chợ đêm thì nó rất là tắc đường và học sinh nó rất là đông luôn, nhưng hiện tại bây giờ thì nó không có họp chợ nữa. Tề Sơn Mỹ Nhạ chúng ta học rồi, học cái từ này rồi. Tâm bạn Rehat thì Tâm bạn Rehat nó là những cái trạm dừng chân, là những cái store mà chúng ta đi trên đường đó, đó là chúng ta đi trên đường chúng ta thấy nó có những cái Tâm bạn Rehat dừng chân để chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta ăn uống, chúng ta đi vệ sinh, hoặc là bên cạnh nó sẽ có những cái station Mỹ Nhạ để cho chúng ta đổ xăng, thì nó người ta gọi là Tâm bạn Rehat. Hoặc là Tâm bạn Rehat này thì nó cũng gần những cái surau, hoặc là nó cũng gần những cái để chỗ cho người Mã người ta spayang, đó là người ta cầu nguyện. Thì cái khu vực nó thường ở trên đường store hoặc là một trong số những cái siêu thị người ta cũng để những cái chỗ đó thì rất là nhiều, người ta gọi là Tâm bạn Rehat. Masjid nó là nhà thờ Hồi giáo, và masjid này thì đại diện ví dụ như là masjid này thì thường thường là chúng ta chỉ đến ở những cái khu vực mà tham quan thôi thì chúng ta mới được vào, còn chính thức cái nhà thờ Hồi giáo thì chúng ta là người không phải cái đạo của người ta thì chúng ta cũng không được vào, và đa phần nhà thờ Hồi giáo chỉ dành cho nam giới đến đó để cầu nguyện thôi thì người ta gọi là masjid. Taman nó là cái công viên, hoặc là Taman này đôi khi người ta cũng gọi lôm na với cái cách là gọi về cái vườn cũng được. Ví dụ vườn các bạn trồng rau các bạn cũng có thể gọi là Taman, đôi khi người ta gọi là Kebun hoặc là Taman, nó đều là cái vườn, nhưng mà Taman nó đại diện cho công viên luôn các bạn nhé, công viên cũng là Taman. Jambatan nó là cây cầu. Mạ Kha Mạ này đằng sau nó thiếu một chữ H nha các bạn nhé, viết thêm cho cô một chữ H vào đằng sau nữa. Mạ Kha Mạ đằng sau nó có một chữ H đấy thì phải. Đúng rồi, mà khăm mắt đằng sau có chữ H, thêm cho cô một chữ H nữa. Mà khăm mắt nó là tòa án đấy các bạn. Palai Police nó là đồn công an, cái này bạn nào cũng biết rồi. Yabatan nhé, không phải Yabatan là cây cầu. Yabatan Kesehatan nó là bộ y tế. Bộ y tế hoặc là ví dụ như là bất cứ cái bộ nào nó cũng bắt đầu bằng cái chữ Jabatan này hết các bạn. Ví dụ như là Jabatan Pendidikan nó là bộ giáo dục, hoặc là Jabatan Pengangkutan Tan Gia Lan nó là cái sở giao thông vận tải, nhưng mà sở giao thông vận tải thì thường thường chúng ta gọi tắt là GBG, chúng ta không gọi là Jabatan Pengangkutan Tan Gia Lan, nó rất là dài. Khi các bạn thấy những cái xe mà người ta gắn cái dòng chữ này các bạn này, JBJ này, thì là các bạn biết đó là cái công an của sở giao thông vận tải nhé, sở giao thông vận tải. Tiếp sang phần bên này thì đó là tất cả những cái từ vựng mà ngày hôm nay cô có chia sẻ trong cái bài 19 này. Thì các bạn chỉ cần chú ý cho cô thứ nhất là 13 bang Tiger Blast, Legri, Đà Lam, Malaysia, và các bạn chú ý những cái tên gọi của những cái địa điểm khu vực này. Cô đã chia sẻ ở trang 68 và trang 69, thì còn từ nào mà các bạn nghe cô chưa đọc chưa rõ, hoặc là từ nào mà các bạn còn thắc mắc không? Nhiều quá, nhiều từ mới quá. Nhiều từ mới đúng không nào, nhiều từ mới, nhưng mà cái này nó rất là nhiều từ chúng ta học rồi đúng không nào, nhiều từ chúng ta học rồi, chúng ta chỉ ghép ghép giữa từ này với từ khác thôi, nên là chúng ta cái bài này chúng ta học hơi nhiều từ mới một xíu, nhưng mà chúng ta cố gắng thì trong tuần sau đúng không nào, trong tuần sau thì chúng ta ôn tập
chúng ta sẽ có một tuần ôn tập và tuần sau nữa chúng ta sẽ thi. Thì trong cái tuần sau ôn tập thì cô sẽ chia sẻ thêm một số những cái vấn đề để chúng ta có thể là thi tốt trong cái kỳ thi, thì chúng ta sẽ dành thời gian. Còn cái phần này thì các bạn cố gắng thuộc được càng nhiều từ vựng càng tốt, đúng không nào? Thuộc được nhiều càng nhiều từ vựng càng tốt. Chúng ta sẽ chuyển sang cái phần bài tập ở bên này nhé. Cái bài tập ở bên này thì về cái phần bài tập này, nếu như mà kể tên 10 địa điểm khu vực mà em đang sinh sống, đúng không nào? Thì kể tên 10 địa điểm mà khu vực đang sinh sống thì cái bài tập này nó không bắt buộc. Nếu như bạn nào có thể thì các bạn có thể kể tên những cái khu vực mà em đang sinh sống, nó có những cái khu vực nào là khu du, ví dụ như là khu du lịch, đúng không nào? Em bạn một lần cho ví dụ như khu du lịch, hoặc là những cái siêu thị lớn, những cái khu du vực, cái ví dụ như là nó có những cái gì mà nó nổi tiếng thì chúng ta có thể giới thiệu, chúng ta kể tên ra. Thì nó là một phần, ví dụ như các bạn có thể viết, không viết thì các bạn có thể nói chuyện, các bạn có thể quay video để cho những cái bạn bè của trong nhóm chúng ta có thể tham khảo thêm ở những cái khu vực đó nó có những cái địa điểm gì. Còn cái bài tập này không bắt buộc, nếu như bạn nào làm cũng được, không làm cũng không sao, nhưng mà ví dụ như có thể thì nếu như các bạn khu vực các bạn có cái những cái địa điểm nổi tiếng thì các bạn kể, đúng không nào? Còn ví dụ như cái khu vực của cô ở đó là một cái Taman Tachi thôi, nó là cái khu vực nó rất là nhỏ thì nó không có cái gì đặc biệt. Nếu khu du lịch thì cái chỗ cô nó không có du lịch đặc biệt, đúng không nào? Nó chỉ có những cái khu du lịch rất là nhỏ, ví dụ như là đền chùa miếu thôi. Hoặc là chỗ cô thì nó đặc biệt, nó chỉ có hai cái trường đại học thôi, đó là hai cái trường đại học, ví dụ như là Yuta và Keita thì nó là hai cái university ở cái khu vực của cô thôi. Thì khu vực của các bạn ở gần cái khu vực bạn ở, nếu nó có khu vực nào là khu du lịch hoặc là những cái gì mà các bạn cảm thấy nó nổi tiếng thì các bạn có thể kể ra. Cái bài này có thể chia sẻ lên nhóm để chúng ta cùng tham khảo, còn không thì không ép buộc nhá, không bắt buộc. Mai có ý thôi. Kiến. Dạ, cô cho em hỏi chùa Con Rồng nói làm sao cô? Con rồng thì chúng ta gọi là cái gì các bạn? Mình chưa, hình như em thấy chưa học đó cô. À, Laga nó là con rồng, Laga là con rồng, đúng không nào? Còn chùa thì chúng ta đã học từ chùa rồi các bạn, chùa đó là cái gì? Pagoda. Pagoda. À, pagoda chúng ta đã à, pagoda là gơ, cô nhớ con rồng, nếu mà cô nhớ không nhầm nó gọi là gơ đó. Còn đâu tiếng Anh thì các bạn biết rồi, đó là tiếng Anh nó gọi là cái gì? Dragon. À, dragon, nó là còn tiếng Mã hình như nó gọi là la gơ thì phải, la gơ là con rồng. Nó còn chùa thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ pagoda nhé. Còn tên của một số ngôi chùa thì đôi khi nó sẽ đặt tên theo cái khu vực của nó. Ví dụ như cái chùa của cô ở đây nó có một cái chùa nó gọi là San Bảo Tông hoặc là Cờ Lục Tổng. Nó có những cái chùa thì những cái chùa đó nó có địa điểm và nó có tên gọi riêng cái chùa đó. Thì các bạn có thể là biết tên của cái chùa đó, các bạn bấm lên. Chứ còn ví dụ như là chúng ta biết cái chùa Con Rồng nhưng mà cái chùa Con Rồng nó có một cái tên khác. Ví dụ như cái khu vực của cô nó có cái chùa, ví dụ như là học những có cái động, ví dụ như là có cái động nó tên là Go là cái động, cô biết Go là cái động, nhưng mà một cái động nó tên là Temburung, một cái động nó là vua này vua kia, nó rất là nhiều cái, đúng không nào? Thì chúng ta tùy tên vào cái khu vực đó thì chúng ta kiếm nhé. Còn chúng ta nhớ đây, chúng ta muốn nói về chùa, chúng ta muốn đi chùa thì chúng ta sẽ nói là Sayamaburi Pagoda, đó là tôi muốn đi chùa. Cái chùa ở cái khu vực nào thì chúng ta sẽ xem tên của cái khu chùa đó là gì. Ở bên dưới này nó có một cái bài tập, thì bài tập này bắt buộc các bạn phải thuộc. Thủ bang thì cô không bắt buộc nhé, thủ bang này thì không bắt buộc, nhưng mà phải thuộc cái thủ bang nơi em đang sinh sống. Ví dụ như bang của cô đang sinh sống thì cô sẽ nhớ cái thủ bang của cô là Ipo. Thì các bạn cũng như vậy, các bạn xem cái thủ bang của mình. Thủ bang thì các bạn xem ở cái phần từ vựng ở trong cái phần ngoặc đơn đó. Ngoặc đơn đó, nó có thì các bạn sẽ chú ý cái phần thủ bang ở cái vùng của bạn sinh sống thôi. Còn 13 bang thì nhất định là phải thuộc. Đó là chúng ta sinh sống ở Malaysia mà, thì chúng ta cố gắng cái 13 bang này. 13 bang này thì cô nghĩ là hiện tại bây giờ bạn nào cũng thuộc gần hết rồi. Các bạn cứ nhìn cái bảng tin COVID hàng ngày là đảm bảo là gần thuộc hết rồi. Đó là cái phần bài tập cô nói qua, phần bài em tập chưa thuộc. Em chẳng biết cái chỗ nào với chỗ nào ấy. Em chưa thuộc, đúng không nào? Em chưa thuộc thì hàng ngày em mở cái Kesihatan Malaysia ra và ngày nào em cũng xem cái kết quả mà COVID cho cô, thì ngày nào em xem cũng sẽ thuộc thôi. Đúng không nào? Ngày nào em cũng nhìn là em thuộc thôi à. Hoặc là trên nhóm các bạn có thể chia sẻ với nhau, ví dụ như là cô ở Pekak này, bạn bạn Thúy thì ở Pahang này, đúng không nào? Bạn Thúy ở Pahang. Em Selangor. Một cái số các bạn ở Selangor. Selangor hiện tại bây giờ chỗ các bạn có ổn không? Cô thấy là dịch rất là nhiều hay là người ta báo giả vậy các bạn? Chỗ em ok mà cô. Chồng em đang cách ly. Chồng em đang cách ly hả? Ở công ty chồng em hai người bị dính mà ông có đến văn phòng ngày hôm đấy. Cho nên cách ly rồi. Ok hả? Thì chỗ chỗ Sở Lá Ngộ này thì cô thấy là ở trước nhà cô có một cái anh làm công an, đúng không nào? Anh nói là cô lại nói tiếng Mã mất công người ta nghe, đúng không nào?
nói là người lớn người ta làm trò nên là người 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 nhỏ mình khổ, đôi khi người ta báo không có đúng chính xác, nhưng mà không biết là anh nói có đúng không, nhưng mà cô thấy ngày nào cũng 3.000 4.000 mà không biết là ở đâu mà nhiều như thế mà càng giảm. Chắc là còn phải hơn nữa ấy cô, em nghĩ phải hơn nữa chứ, ai nhà nước người ta phải giấu đi chứ ai người ta lại nâng cái ấy lên để cho ảnh hưởng. Tại vì sao các bạn biết không, tại vì là nó sắp sửa nó không muốn cho bầu cử lại đấy các bạn. Sắp tới tháng 8 nó sẽ có một cái cuộc họp quốc hội. Cuộc họp quốc hội thì thường thường là bất cứ cái vấn đề gì đều phải đưa ra cuộc họp quốc hội thì nó mới thống nhất, nhưng hiện tại bây giờ không có cuộc họp quốc hội các bạn nhé, tất cả là do cái bên của thủ tướng người ta quyết định hết, nên ngày tháng 8 này bắt đầu người ta sẽ họp quốc hội, nên người ta cố gắng người ta làm sao cái tình hình dịch nó càng ngày càng căng thì người ta sẽ không mở cái cuộc họp quốc hội. Đấy là cái chính trị thôi, chúng ta không quan tâm đến vấn đề đó và chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ nghe thôi, đó là chúng ta nghe và tự chúng ta cảm nhận thôi, chứ còn không ai nói chính xác được hết, tại vì chúng ta không có làm bên chính trị, chúng ta không biết được cái điều này, thì chúng ta chỉ chia sẻ với nhau thôi. Ở dưới em cũng nghe Trang vậy luôn đó cô. Đôi khi mấy người hàng xóm người ta buổi chiều đến ấy, toàn những cái người cách ly, những cái người khu vực đâu có đi đâu đâu, toàn những mấy ông già chỗ khu nhà cô là Bolin cũng có, đó là giáo viên nghỉ hưu cũng có, những người cứ buổi chiều là ra ngoài cổng ngồi rồi cứ nói chuyện thời sự không, rồi cô ngồi cô nghe không là đó, cô ngồi nghe không. Thì cái khu vực của cô thì nó cũng yên tĩnh một chút xíu, tại vì sao, vì khu vực của cô nó cũng là một cái thị trấn rất là nhỏ thôi, Banda Baru, nhưng nó rất là nhỏ, thì cái chỗ của cô thì người bệnh nó cũng ít, nhưng mà đại khái là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Hiện tại bây giờ là hình như cô cả tháng nay cô chưa đi đâu mà xa quá 10 cây số, đúng không nào? Chưa đi đâu qua xa quá 10 cây số trong cái tháng này rồi. Ok nhá, chúng ta sẽ chuyển qua cái bài hội thoại, và cái bài hội thoại này thì chúng ta đa phần học về các khu vực địa điểm của Malaysia. Thì cuộc hội thoại này sẽ đến với nhân vật Lim và bạn Nhung, đúng không nào? Đây là hai vợ chồng. Thì cái phần này cô sẽ đọc qua và cô sẽ chỉ ra những từ mới, sau đó các bạn sẽ lần lượt đọc bài. Sayang thì sayang là một cái từ gọi thân thương, ví dụ như anh yêu em yêu, hoặc là ví dụ như bạn bè chúng ta cũng có thể sử dụng từ này các bạn nhé. Hay là thỉnh thoảng các bạn thấy trên nhóm đôi khi cô nhắn thì cô vẫn nhắn là sayang, thì bất cứ ai cũng có thể sử dụng từ này, con cũng được, chồng cũng được, bạn bè cũng được, chúng ta đều sử dụng từ này được nhé, sayang. Minggu depan aku, thì cái từ aku và angkau nó cũng là saya và awa đấy các bạn nhé, aku này, đó là nếu như bạn nào mà thường xuyên nói chuyện với người Mã thì các bạn biết là người Mã người ta rất hay xưng là aku, cu đó là anna aku, hoặc là abangku, người ta nói như vậy thôi, aku người ta nói tắt là cu đó, thì cái từ aku này nó cũng bằng với từ saya. Minggu depan aku dapat cuti, kita akan pergi melancong ya, thì từ melancong này chúng ta đã học ở bài trước rồi, chúng ta biết du lịch, đó là Pelancong là khách du lịch, còn Melancong nó là đi du lịch. Serono nha, tuyệt quá hoặc là thích quá đó. Kita akan pergi mana sayang, chúng ta sẽ đi đâu vậy anh? Banyak tempat lah, rất là nhiều nơi, đó không nào? Sayang lah pergi mana pun boleh, em muốn đi đâu cũng được. Conto, chúng ta có từ conto là từ mới thôi, ví dụ. Conto lah, Pulau Langkawi, Negeri Kedah. Cantik. Thì cái hòn đảo Langkawi này nó thuộc cái Negeri Kedah này, nó rất là đẹp. Tanah Tinggi Cameron, thì cái Tanah Tinggi đó là cái cao nguyên Cameron, nó thuộc cái Negeri Pahang, nó thuộc cái bang Pahang. Tanah Tinggi Genting Highland, thì cái Genting Highland này nó là cái cao nguyên mà trên cái sòng bạc, thì cô tin là cái này rất nổi tiếng, cô tin là các bạn đã từng đi rồi, nếu trên Selangor thì lên rất là gần thôi, thì không bạn nào lạ lẫm với cái khu vực này rồi. Thì cái cân tin này thì nó thuộc giáp danh hai bang các bạn nhé, giáp danh giữa Sambada này, nó là giáp danh này các bạn, Sambada nó giáp danh giữa Negeri Pahang dan Selangor, đó là Pahang. Nếu các bạn đi đường ở dưới Perak của cô lên thì các bạn phải đi đến gần cái đường mà lên trên Pahang, các bạn rẽ lên thì nó thuộc giáp danh hai cái bang này. Sambada là giáp danh Banda Secara Melaka, cái thành phố cổ Melaka này nó thuộc bang của Melaka. Taman Negara Gulung, thì cái Taman Negara nó là cái vườn quốc gia Gulung Mulu, cái này nó thuộc Negeri Sabah Sarawak, thì cái này cô chỉ nghe thôi chứ cô cũng chưa tới nên cô chưa biết nó ở khu vực nào, tại vì nó nằm bên cái bán đảo Borneo nên cô chưa từng tới khu này. Kila Palu, Negeri Sabah, cái này nó cũng ở bên bán đảo Borneo. Sambadan Thailand giáp danh với Thái Lan này, Sambadan Thailand giáp danh với Thái Lan. Masih ada lagi, thì Masih ada lagi là vẫn còn nữa. Banda Kota Baharu, nó có cái thành phố Kota Baharu thuộc Negeri Kelantan. Nagi có nghĩa là vân vân, rất còn rất là nhiều cái khu vực nữa, đó là anh ấy liệt kê, anh ấy ví dụ cho cái vợ của anh biết thôi.
Aku lak pergi mana tempat ada lautan sama dengan gulung bukit hutanan. Thì em muốn đi cái nơi nào mà nó có biển này, đó là biển đại dương này, có núi, có đồi và có rừng. Kalau macam itu, nếu mà như thế. Kalau macam itu, nếu mà như thế thì kemungkinan, đó là kemungkinan thì có khả năng hoặc là có thể. Chúng ta đã học cái từ mungkin này rồi đúng không các bạn? Thì người ta có chỉ thể. Có thể đó thì mungkin này. Thì chúng ta dịch nó rộng nghĩa thôi. Có khả năng, có thể, có lẽ đó. Kemungkinan kita akan melawat, chúng ta ghé thăm. Hoặc là chúng ta sẽ có chuyến đi. Cái từ này chúng ta có thể dịch là chuyến đi các bạn nhé. Chuyến đi. Hoặc là ghé thăm cũng được. Melawat. À, melawat nó có thể là chuyến đi hoặc là ghé thăm. Ví dụ như là các bạn nói là lawatan thì là sự thăm hỏi. Còn nawati thì lại trở thành là sự ghé thăm. Hoặc lawatan nó lại chuyến thăm. Thì nó cái này nó rất là nhiều nghĩa khi chúng ta thêm tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ. Mutiara thì mutiara nó chính là ngọc trai đấy các bạn nhé. Mutiara nếu chúng ta để riêng ra thì nó chính là ngọc trai. Mutiara, Pulau Pinang. Mutiara nó là cái hòn đảo ngọc Pinang. Itu tempat ada panggil lain. Cái nơi đó nó có một cái tên gọi khác. Cái từ panggil là chúng ta cũng học rồi. Lain. À, lain chúng ta cũng học rồi và tâm bạn cũng học rồi. Itu tâm bạn là cái nơi đó nó có một cái tên gọi khác. Mutiara thì mutiara nó chính là cái ngọc trai cô nói rồi đúng không nào? Còn cái ara này nếu cái ara này chúng ta để riêng thì nó có nghĩa là mũi tên đấy các bạn. Ara chỉ hướng mà, đó là ara nó là cái mũi tên hoặc là hướng nào. Timu nó là phía đông. Đó là Timu là phía đông giống như là chúng ta đã học ví dụ như là phía đông, phía nam, phía tây, phía bắc. Ví dụ như là Timu là phía đông, đó là Barat là phía tây, hoặc Selatan là phía nam, hoặc là Utara là phía bắc. Thì đó là bốn cái phía. Thì Timu này nó chính là phía đông. Và bài trước cô thấy đó, các bạn đã tìm các quốc gia của Đông Nam Á. Các bạn đã tìm ra Đông Timu và các bạn đã biết cái từ Timu này rồi. Đông Timu có cái từ Timu này nhé. Cô thấy một số các bạn làm rồi. Hai Yang Tàu Tạ, em có biết không này? Sapua thì cái sapua này khi mà đứng trước một cái đại từ hoặc một cái danh từ thì người ta sẽ sử dụng cái từ sapua này giống như là số 1 đấy các bạn nhé. Người ta không biết là satu, người ta sẽ biết là sapua. Sapua keraraan, cái keraraan này nó là chính phủ. Keraraan Malaysia mempunyai 13 negeri. Thì chúng ta có cái cụm từ negeri này, cô nói rồi, nó là bang. Negeri là bang. Và cái từ này là quốc gia nha các bạn nhé. Ví dụ cái từ này ở bên trên này cô chia sẻ này nó rất là giống nhau. Negara là quốc gia. Còn negeri đó là bang. Hai cái từ này các bạn không được nhầm lẫn nhé. Negeri và negara. Một cái nó chỉ là bang thôi, một cái là quốc gia. Itulah sebab bởi vì tại sao? Kenapa? Tại sao? Bởi vì tại sao? Bandara nó là lá cờ của Mai Sa các bạn nhé. Bandara nó là cờ. Con cờ của Mai Sa thì nó không gọi là Bandara Mai Sa. Cờ của Mai Sa nó có tên gọi là Zalo Gemilang. Zalo Gemilang thì Zalo nó là những cái sọc, còn Gemilang nó là vẻ vang và đây cũng là tên của lá cờ của Mai Sa. Tên của lá cờ Mai Sa là Zalo Gemilang. Nó là những sọc vẻ vang đó. Còn ý nghĩa lá cờ thì trong phần ôn tập của tuần sau cô sẽ chia sẻ cho các bạn ý nghĩa lá cờ để các bạn ôn vì nó có liên quan tới phần thi. Nên tuần sau khi sang phần ôn tập thì cô sẽ soạn ý nghĩa lá cờ và cô sẽ gửi cho các bạn. Bandara ada 14 Zalo Gemilang. Cái lá cờ nó có 14 sọc vẻ vang. Merah putih thì các bạn nhìn cái lá cờ của Malaysia các bạn biết là nó có sọc đỏ và trắng. Dan sebintang. Dan sebintang này nó chính là cái ngôi sao đấy các bạn. Bintang nó là ngôi sao, còn sebintang nó là một ngôi sao các bạn nhé, một ngôi sao. Bintang là ngôi sao. Còn cái nó có một cái mặt trăng nữa thì người ta gọi là bulan đúng không nào? Bulan simpit thì nó chính là cái mặt trăng lưỡi liềm. Còn cái đây người ta không nhắc đến mặt trăng lưỡi liềm, người ta chỉ nhắc tới sebintang thôi. Sebintang ada 14 penjuru. Thì cái 14 penjuru này nó là 14 góc, 14 cạnh hoặc là 14 cánh của cái ngôi sao đó. Nhưng mà cái penjuru nó là góc cạnh cánh. Ngôi sao của lá cờ của Việt Nam thì nó chỉ có 5 cánh thôi, nhưng mà lá cờ của Malaysia thì nó có 14 cánh. 14 cánh và nó tượng trưng. Iparat kesaksamaan thì nó là cái sự tượng trưng. Đó là
Iparat cơ sạ samaan thì nó tượng trưng hoặc là giống như là cái sự bình đẳng. Iparat cơ sạ samaan là giống như sự bình đẳng của 13 bang trong một chính phủ. Kalau macam itu kemungkinan kita akan melawas mutiara Pulau Pinang. Itu tempat ada panggil lain ialah mutiara arah timur. Sayang tahu tak sebuah kerajaan Malaysia mempunyai 13 negeri. Itulah sebab kelapa bendera ada 14 jalur gemilang. Merah, putih dan sebintang ada 14 penjuru. Ibarat kesaksamaan punya 13 negeri dalam kerajaan. Thì chúng ta có một số từ mới, ví dụ như từ này chúng ta cần học. Còn cái từ Iparat Kosa Samaan là cái từ ghép, còn các bạn không cần phải học nghĩa của cái từ này. Đây là cái sự tượng trưng cho sự bình đẳng, đúng không nào? Các bạn không học cái từ này. Học từ này nếu mà từ ngắn của nó thì nó chỉ là symbolic. Nhưng mà khi chúng ta tách từ và ghép từ trong câu thì các bạn sẽ không học cái từ này nhá. Cái từ này các bạn chỉ biết nghĩa thôi, không cần học thuộc cái từ này. Từ này là từ ghép. Còn symbolic thì nó là đại diện cho cái sự bình đẳng, chúng ta không cần để ý đến cái từ này, nhưng mà chúng ta hiểu cái nghĩa của nó là tượng trưng cho sự bình đẳng. Punya chúng ta chỉ học từ negeri, từ kerajaan là chính phủ. Và ngoài ra chúng ta học cái từ bintang này, nó là ngôi sao các bạn nhé. Sơ bintang là một ngôi sao, còn bintang thôi, bintang nó chính là ngôi sao. Zalo Gemilang là tên của lá cờ và bandara là chỉ về cờ, ví dụ như là bandara Malaysia. Thì chúng ta nói bandara Việt Nam, đó là Việt Nam nó cũng có ý nghĩa của lá cờ của Việt Nam. Ví dụ như ý nghĩa của lá cờ của Việt Nam thì ví dụ như các bạn tìm hiểu chúng ta cũng biết rồi, lá cờ của Việt Nam chúng ta thì màu gì các bạn? Màu đỏ, nền đỏ sao vàng. À, nền đỏ sao vàng và màu đỏ, các bạn có biết nó đại diện cho cái gì không? Tượng trưng cho máu. Đúng rồi, nó tượng trưng cho máu và cái sự anh hùng của cách mạng. Và cái ngôi sao thì nó tượng trưng cho tinh thần của dân tộc, trái tim của dân tộc. Còn cái lăm cánh thì nó tượng trưng cho lăm cái tầng lớp của nó, là sĩ lông công binh, thì đó là những cái tầng lớp của Việt Nam. Còn lá cờ của Malaysia thì tuần sau khi mà ôn tập thì cô sẽ chia sẻ rõ cái ý nghĩa của lá cờ, ví dụ như là 14 sọc thì nó đại diện cho cái gì, màu trắng nó đại diện cho cái gì, màu vàng đại diện cho cái gì và ngôi sao đại diện cho cái gì. Thì cái này tuần sau khi mà chúng ta ôn tập cô sẽ chia sẻ cái phần này kỹ hơn. Còn hiện tại bây giờ thì chúng ta chỉ học trong cái này, chúng ta biết rằng là 14 bang nó đại diện cho 14 cánh thì nó đại diện cho sự thống nhất của 13 bang trong một chính phủ nhé. Trước kia thì Singapore nó cũng thuộc Malaysia các bạn nhé. Trước kia khi mà chưa tách thì nó thuộc Malaysia. Và các bạn khi mà các bạn tìm hiểu thì các bạn sẽ thấy là lá cờ của Malaysia thì nó được hình thành rất là lâu. Nhưng cái này liên quan tới lịch sử thì chúng ta không cần quan tâm tới, chúng ta chỉ biết về ý nghĩa lá cờ sơ sơ thôi. Thì tuần sau cô sẽ chia sẻ các bạn về cái vấn đề ý nghĩa lá cờ này. Tiếp sang phần bên này nó chỉ còn một câu đi. Vậy kita ambil keputusan, chúng ta có cái cụm từ keputusan này là quyết định. Và jadi là vậy. Ke Pulau Mutiara Pelang, Pilang, đúng không nào? Pilang. Còn cái này người ta biết là tiếng Anh các bạn nhé. Ya ikut keputusan macam itu, theo cái quyết định như vậy hoặc là được quyết định như vậy, thì chúng ta có cái cụm từ mới là keputusan. Terima kasih sayang. Thì đây là một cái bài nói về việc chúng ta các địa điểm thôi. Đa phần là nói cho chúng ta biết một số địa điểm và nói qua về lá cờ của Malaysia. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái bài hội thoại này các bạn nhé, cùng nhau đọc cái hội thoại này để chúng ta biết thêm về những cái địa điểm du lịch của Malaysia. Cô mời lần lượt các nhóm đọc bài nào, cô mời nhóm của lớp trưởng trước nào. Có Thúy với Tiên Huỳnh, nữa Huệ. Em Huệ không vào, đúng không? Huệ không vào, em gọi rồi không vào. Okay. Hai đứa đọc trước đi, chị đọc sau. Huệ không có vào, là hai bạn đọc trước, tí Linh đọc với lại Jenny hoặc là đọc với bạn nào đó. Chị với Diên Hình đọc trước đi. Ok, chị Thúy đọc đi, chị Thúy. Thúy ơi, chỗ em cô không nghe thấy tiếng. Các bạn có nghe tiếng Thúy không? Dạ không, không nghe cô. Ok,
À, cô nghe thấy tiếng như tiếng các bạn nào có tiếng xem phim phải không? Hình như bên em á cô, còn không nghe tiếng, chỉ thấy tiếng tuyên là bên em á. Thúy đọc bài nào, Thúy thử, em thử mở, chắc em chưa mở âm lượng hả Thúy? Không nghe Thúy ơi, không nghe Thúy ơi. Thúy chắc mạng yếu rồi cô ạ. À, ok, chắc chỗ Thúy mạng yếu là Linh và Tiên đọc bài là Thúy nghe nhất thì nghe. Ok. Chị Linh đọc trước hay em đọc trước? Thì em. Thôi chị đọc trước luôn đi. Sayang, minggu depan aku dapat cuti. Kita akan pergi melancong ya. Seronoknya, kita akan pergi mana sayang? Banyak tempat lah. Sayang nak pergi mana-mana pun boleh contoh. Pulau Langkawi, negeri Kedah, cantik. Tanah Tinggi, Kamarun, negeri Pahang. Tanah Tinggi, Genting Highland. Sempadan, negeri Pahang dan Selangor. Pandan, Saudara, Melaka. Negeri Melaka, Taman Negara Gunung Kulu, Negeri Sarawak, Kinabalu, Negeri Sabah, Sempadan Thailand, masih ada lagi bandar kota baru, Negeri Kelantan lagi. Hình như là của chị nữa đó hả? Của chị nữa chị Linh. Chị nữa hả? Ấy tại em hả? Đúng. Sorry tại em. Aku nak pergi mana tempat ada lautan sama dengan gunung bukit hutanan. Kalau macam itu kemungkinan kita akan melawat Muntiria, Pulau Pinang. Itu tempat ada panggil len Muntiria arah timur. Sayang tahu tak? Sebuah kerajaan Malaysia mempunyai 13 negeri, itulah sebab kenapa bendera ada 14 lalu gemilang merah putih dan sebintang ada 14 penjuru ibarat kesasaman punya 13 negeri dalam kerajaan. Ya, di kita ambil keputusan ke pulau Mutiara Pinang ya. Ya, ikut keputusan macam itu. Terima kasih sayang. Làm đàn ông nó khổ thế đấy em, làm đàn ông là phải nói níu nữa mới được đúng không nào? Nói ít nó đâu có đi với mình đâu. Níu rất là nhiều. Làm đàn ông là phải như thế nhá, và chú ý cho cô cái từ chôn tô này nhá, chôn tô này chú ý đọc cho cô cái từ chôn tô, đúng không nào? Chôn tô. Chôn tô không đọc là côn tô nhá. Nhầm. Chôn tô đúng không nào? À, cô mời tiếp theo nào, tiếp theo nhóm của Ngọc Đẹp hôm nay không vào rồi, bạn nào ở nhóm của Ngọc Đẹp nào? Bạn nào ở nhóm của Ngọc Đẹp? Em biết chị Hiền. Đọc trước. Hiền và Bích Tuyền nào. Chị Hiền ơi. Ơi. Đọc đi. Anh em, minggu depan aku dapat cuti. Kita akan pergi melancong ya. Seronoknya kita akan pergi mana sayang? Quá trời rồi. Đi đâu kìa anh ơi? Con bắt là đi mana sayang kìa. Nuốt kìa đã. Pulau Langkawi. Negeri Kedah cantik, tanah tinggi,
Cameron. Cameron. À, K. Ví dụ như là danh từ riêng thì chúng ta không chuyển các bạn nhé. Danh từ riêng thì chúng ta không đọc là Cameron mà chúng ta đọc là Cameron nhé. Cameron. Pahang. Tanan. Tinggi. Yeting. Highland. Sambadan. Negeri. Pahang. Dan. Selangor. Bandar. Seyara. Melaka. Negeri. Melaka. Taman. Negara Gunung Mulu, negeri Sarawak, Kinabu, Kinabalu, negeri Sabah, Sambadan Thailand, masih ada lagi bandar kota Baharu, negeri Kelantan lagi. Aku nak pergi mana tempat ada lautan sama dengan gunung bukit hutanan. Kalau macam itu kemungkinan kita akan melawat mutiara pulau Minan. Itu tempat ada bangit lain. Panggil, panggil lah. Panggil lain. Muti ara Arab Timur. Sayang tahu tak sebuah kerajaan Malaysia Munbun Jai 13 negeri itulah sebab kenapa bendara ada 14 jalur gemilang merah putih dan sebintang ada 14 berjuru imbarat kesamaan bunga 13 negeri dalam kerajaan. Ya, jadi kita ambil keputusan ke pulau Mutiara Penang ya. Ya, ikut keputusan macam itu. Terima kasih sayang. Oke, cảm ơn hai bạn nhé. Chú ý cho cô cái từ Mutiara, đúng không nào? Mutiara, Mutiara, đọc Mutiara, Mutia, Mutiara, có mỗi từ đúng không nhé? Con kem hỏi, gờ tinh Sri Lanka có phải là dính tiền không ta? À, gần tin Hải Lân đó, nó chính là quẩn tén đó, dính tiền đó. Dính tiền, dính tiền. Còn cái Cameron này nó chính là Trinh Mã Luấn đó các bạn, Trinh Mã Luấn. Cameron chỗ bạn Thúy bạn rất là nhiều hoa nhiều bông bạn chụp cái nhóm suốt đó là Trinh Bảo Luấn còn cái chỗ Y Bảo à không cái này, nhá cây này Y Bảo lên còn 2.5 tiếng nữa còn cái Quẩn Tén này cái Tỉnh này nó là Gân Tin Hai Lân nào nào gọi Gân Tin Hai Lân mà tiếng tàu các bạn gọi là Quẩn Tén Quẩn Tén cái chơi bạc sòng bạc lớn nhất nhá nó là hai khu vực rất nổi tiếng mà đó là hỏi chị Linh à rõ nhất đấy Linh đó là xứ lạnh bỏ lâu rồi bỏ lâu rồi bỏ lâu rồi bỏ lâu rồi đó là xứ lạnh cái này thì cô không có đánh đâu các bạn nhưng mà có một lần cô đi cùng với chồng cô và ông đánh buổi tối đó và tôi ở tối ở trong khách sạn cô buồn cô vào cô xem rồi cô thấy chồng cô thắng được rất là nhiều những cái đồng xu đó cô nói là đưa cho em mấy đồng đi em ngồi đánh thì đỡ buồn rồi cô đi cô đâu có đánh đâu cô đi cô nhòm mà cô ngồi cô xem người ta đánh từ từ tối mà đến 1 giờ sáng chồng cô về khách sạn mình cô vẫn còn lang thang sòng bạc chỉ xem đấy các bạn. Ok nhé cô mời tiếp theo là nhóm của bạn Ngọc Đẹp nào không? Ngọc cô ok vậy nhóm của Mai đọc nào nhóm của Ngọc Mai nào nhóm của em có 3 người cô à 3 người đó không nào. À, 3 người là nhóm của kia còn bạn Jenny và bạn Hồng Nga rồi ok nhóm của em 3 người cho nhóm 3 người đọc luôn nào. Dạ. Lát nữa Hồng Nga và Jenny đọc nhé. 3 người đọc đó.
sayang minggu depan aku dapat cuti, kita akan beri malam trọn vàng. Mandy với chị Yến. Em hả? À, đọc ba người luôn, tiếp tiếp theo vậy. Saruno nha. Kita akan pergi mana sayang? Chị Yến. Ban nhất. Nhiều quá. Ban nhất. Ban nhất cùng bạn là sayang nak pergi mana mana pun boleh contoh. Pulau Langkawi, negeri kita cantik. Tanah tinggi Cameron, negeri Pahang, tanah tinggi Genting Highland, sempadan negeri Pahang dan Selangor, pandai sejarah Melaka, negeri Melaka, taman negara Gunung Mulu, negeri Sarawak, Kinabalu, negeri Sabah, sempadan Thailand masih ada lagi, Bandar Kota Baru, negeri Kelantan lagi. Aku nak beri mana tempat ada lautan sama dengan gunung, bukit, hutan. Dalam macam itu, kemungkinan kita akan melawat Mutiara, Pulau Pinang. Itu tempat ada panggil lain. Mutiara agak timur, sayang tahu tak? Sebuah kerajaan Malaysia mempunyai 13 negeri, itulah sepat dan apa bendera ada 14 jalur rembilang merah putih dan berbintang ada 14 penjuru ibarat kesamaan punya 13 negeri dalam kerajaan. Jadi kita ambil keputusan ke pulau Mutiara Penanjang. Ya, ikut keputusan macam itu. Terima kasih sayang. Rất là tốt, đó là cảm ơn các bạn chú ý cho cô một số từ này. Từ này Kota Baru, không nào là Koto nhé các bạn nhé. Koto nó thành Koto là có nghĩa là bẩn thỉu đó các bạn. Đó là Koto là không được, Kota Baru. Và từ này Hutanan, không đọc là Hutanan. Và từ này Kemungkinan, không đọc là Kemungkinan các bạn nhé. Đọc đuôi lan nha cô. Hai từ đọc đuôi lan nha cô. Nếu như phải bạn nào đọc thì bạn sửa nhé. Cô mời các bạn khác đọc bài nào, cô mời nhóm của thứ hai nào, bạn Jenny và bạn Nga, mời hai bạn đọc bài nào. Cô từ Munkin An hay là Munkin Jenny Nam? Đọc trước bạn như này. Munkin An, đuôi lan đằng sau em nhé. Dạ. Đọc trước à. Sayang, minggu depan aku dapat cuti, kita akan pergi malam trọn vàng. Seronoknya. Kita akan beri mana sayang? Banyak tempat lah. Sayang nak pergi mana-mana pun boleh. Contoh Pulau Langkawi, negeri Kedah, cantik. Tanah tinggi Cameron, negeri Pahang. Tanah tinggi Genting Highland, sempadan negeri Pahang dan Selangor. Bandar secara Melaka, negeri Melaka. Taman negara Gunung Mulu, negeri Sarawak, Kinabalu, negeri Sabah, sempadan Thailand, masih ada lagi bandar Kota Baharu, negeri Kelantan lagi. Aku nak beri mana tempat ada lautan sama dengan gunung, bukit, puhat. Kalau macam itu, kemungkinan kita akan melawat Mutiara Pulau Pinang. Itu tempat ada bangkil lain Mutiara ala timur. Sayang tahu tak?
Sebuah kerajaan Malaysia mempunyai 13 negeri. Itulah sebab kenapa bendera ada 14 calon gemilang. Merah, putih dan sebintang ada 14 penjuru ibarat kesamaan punya 13 negeri dalam kerajaan. Ya, jadi kita ambil keputusan ke Pulau Mutiara, Penanja. Ya, ikut keputusan macam itu. Terima kasih, sayang. Ok, terima kasih sayang. Cảm ơn Nga với Jenny nhé. Thì cái bài này chúng ta chỉ chủ yếu chúng ta đọc học thuộc cho cô này. Từ vựng nó rất là nhiều, chúng ta chú tâm học từ vựng. Ngoài ra thuộc cho cô 13 bang này nhé, 13 bang. Và cái bài hội thoại này chúng ta đọc thật nhiều lần cho nó trôi chảy thôi. Còn chúng ta sẽ cố gắng là thuộc từ vựng, thuộc 13 bang. Còn ý nghĩa lá cờ thì tuần sau cô sẽ chia sẻ. Ngày chia sẻ thì cô sợ các bạn sẽ nhiều quá, các bạn sẽ không học được nhé. Cô sẽ chia sẻ tuần sau khi ôn tập, chú sẽ chia sẻ ý nghĩa lá cờ. Và khi thi thì chúng ta có ý nghĩa lá cờ, nên các bạn sẽ học vào tuần sau về ý nghĩa lá cờ. Và trong cái phần này thì cố gắng thuộc từ vựng thật kỹ cho cô, thuộc từ vựng nhé. Rất là nhiều từ vựng, các bạn phải chú ý thuộc từ vựng vào. Ngoài ra có cái từ này hình như sai này các bạn này. Minum, à mi dư chữ y à? À đúng rồi, cô thấy nếu các bạn đọc các bạn nhìn là biết rồi đó không nào, đúng không? Mini nhé, minuman đó, nó có một cái từ nó sai thì các bạn gạch đi. À, một chỗ thì nó sai, một chỗ thì nó thiếu cái chữ h và một chỗ thì thiếu chữ r, các bạn tự thêm vào nhé, trong sách cũng nó thiếu đó. Chúng ta sẽ còn cái bài tập này thì cô nói rồi, đó là bạn nào ở những khu có khu du vực nổi tiếng thì giới thiệu vào đây cho các bạn biết, đó là chúng ta có thể viết ra. Nếu như mà bạn nào có thể thì đọc luôn, quay video đọc luôn, kể về những cái khu vực nơi sống của các bạn nó có những cái khu vực nào. Có khu vực nào thì kể luôn ra nhé, kể luôn ra. Khu vực của bạn đang sinh sống, thứ nhất là khu vực nào mà nó thuộc khu du lịch, hoặc là ngoài ra nó có thuộc những cái khu mà chúng ta có thể trọng điểm thì chúng ta giới thiệu ra đây nhé. Còn những cái bài tập này, những bạn nào ở cái vùng như của cô nó không có cái gì để giới thiệu thì không cần giới thiệu, không sao cả nhé. Cái này cô không bắt buộc. Còn cái phần dưới này phải thuộc và thuộc từ vựng như cô, đó là cái bài này cô yêu cầu. Sang cái bài tiếp theo thì chúng ta sẽ học cái tình huống cuối cùng, tình huống thứ 20 tại sân bay. Và cái tình huống này thì nó cũng rất là ngắn thôi, từ vựng rất là ít. Chỗ Thúy nó có cái tiếng ồn gì đó. Ok nhá, chúng ta sẽ đến với cái tình huống thứ 20 và chúng ta sẽ học phần từ vựng trước. Sân bay thì bạn nào cũng từng đi rồi, đúng không nào? Và đi sân bay nếu mà chúng ta không gặp những cái gì rắc rối, những cái gì phức tạp thì chúng ta cứ thế chúng ta đi vào thôi. Nó sẽ ví dụ như là có cái gì phức tạp hoặc là một số các bạn mà chúng ta đi du lịch các thứ thì đa phần là chúng ta sẽ đôi khi người ta sẽ hỏi. Còn giống như chúng ta có visa kết hôn rồi thì cùng lắm người ta hỏi là bạn đang sống ở cái bang nào là cùng thôi, chứ người ta ít hỏi lắm, trừ trường hợp là em có vấn đề gì trục trặc về hành lý thôi. Thì cô sẽ chia sẻ cái bài từ vựng của trang số 7. Trang số 72 nào không nào, trang 72 nhé. Cơ má sộ can. Cơ má sộ can này chúng ta có từ má sộ và từ cờ lua rồi, chúng ta chỉ thêm tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ thôi thì chúng ta được từ nhập cảnh và xuất cảnh. Cơ má sộ can và cơ lua ran. Cơ lua ran nhé, nhớ đọc đuôi cho cô là đuôi ran và đuôi can, không đọc vào đuôi an. Passport thì passport thì bạn nào cũng có, bạn nào cũng biết đúng không nào. Visa là thị thực. Bagasi. Bagasi thì nó là hành lý. Ví dụ như là chúng ta nói bagasi tà ngan thì nó trở thành hành lý sách tay đấy. Còn ví dụ như là bagasi pakaian thì nó trở thành là cái vali, thì cái này tùy chúng ta thêm vào thôi. Bagasi. À, cơ salahan thì chúng ta có cái từ sala này. Không biết là cái phần các cụm từ đối nghĩa cô có chia sẻ chưa? Nếu mà chưa chia sẻ thì cái từ này nó chính là cái từ sai đấy các bạn. Salahan. Sala là sai, bertu là đúng, sala là sai, nó cũng là một cặp từ nghĩa. Salahan nó là vi phạm, chúng ta mở rộng nghĩa ra thôi. Paling awan là cái sớm nhất, cái chuyến sớm nhất. Ticket kapaterbang thì cái ticket là vé rồi, kapaterbang nó chính là cái máy bay. Kapaterbang.
Promosi, promosi và discount này nó là cái từ khuyến mại và giảm giá. Những từ này chúng ta đôi khi chúng ta mua đồ hoặc là chúng ta mua sắm ở siêu thị chúng ta cũng gặp những cái từ này rồi. Promosi và discount. Class là hạng. Hạng ở trên cái trên máy bay thì chúng ta gọi là hạng, còn mình thường chúng ta gọi là lớp, chúng ta cũng gọi là class nhé. Còn hạng thì ví dụ như là hạng thì cô thấy là nó có hạng VIP. Đó là hạng VIP hoặc là cái hạng bình thường, hạng Pierceur. Thì cái này các bạn từ máy bay các bạn cũng biết rồi. VIP là chúng ta ngồi đằng trước, chúng ta được chăm sóc đặc biệt hơn. Còn hạng Pierceur thì chúng ta ngồi đằng sau. Từ ghế hình như là số 10, số mấy trở xuống đó. Và nó có màu khác nhau. Kapaterbang là máy bay. Selamat thì cái từ selamat này chúng ta đã học một nghĩa của nó. Ngoài cái nghĩa an toàn đấy còn nghĩa là gì các bạn học rồi, các bạn còn nhớ không? Chào mừng. Xin chào. Chào mừng. Mừng nhé, chào mừng. Pahaya là nguy hiểm. Ví dụ như các bạn đi trên đường, như bạn nào lái xe đó, thì các bạn sẽ để ý là thấy có một số những cái khu nó ghi là Kawasan Pahaya là cái khu vực nguy hiểm đó. Thì cái từ Pahaya này nó chính là nguy hiểm. Kelepasan nó là khởi hành. Jadwal đó là lịch trình. Thì lịch trình của chuyến bay, ví dụ như các bạn nào mà đặt vé booking online ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái jadwal lịch trình của nó, ví dụ từ đâu chúng ta từ KL1 đến Hà Nội hay là đến Hồ Chí Minh hay là đến Đà Nẵng gì đó, thì đó chính là cái lịch trình. Tipa là đã đến. Chu cai là thuế. Thì chu cai này thì nếu như bạn nào mà lái xe thì các bạn cũng không nạ lắm những cái từ chu cai này, thì chúng ta phải đóng thuế hàng năm. Sorry nhé, cô tắt tiếng chỗ Thúy. Chu cai đó là ví dụ chu cai Gia Loan thì nó là thuế đường bộ, còn chu cai là thuế nhé, thuế nói chung. Christmas là dịch vụ. Eyan là môi giới. Mandara là hạ cánh. Ví dụ như các bạn nhìn trên cái bảng điện tử mà các bạn ghi là Tơ Lam Mandara thì có nghĩa là nó đã hạ cánh rồi, cái chuyến bay đã hạ cánh rồi. Đó không nào? Còn ví dụ như là Tipa thì đôi khi người ta ghi là đã đến rồi hoặc đã hạ cánh, người ta sẽ ghi như vậy nhé. Tơ làm bạn là bị trễ. Tơ gang gu là bị hoãn, chuyến bay bị hoãn đó. Cơ chơ ma san là khẩn cấp. Thì từ này chúng ta học trong tình huống khám bác sĩ rồi. Cơ chơ ma san, khẩn cấp, cấp cứu. Jacket thì cái jacket này nó chính là cái áo khoác của chúng ta. Nếu như mà chúng ta để cái từ jacket này không, jacket nó chính là áo khoác, còn jacket keselamatan nó là áo phao. Áo phao này chúng ta chỉ dùng trong những trường hợp thật là nguy hiểm ở trên máy bay thôi, chỗ nào chúng ta chỉ nhìn thấy thôi, còn chúng ta chưa khi nào mà chúng ta sử dụng hoặc là khi chừng nào mà chúng ta sờ đến, đúng không nào? Thì chúng ta sờ đến thì cơ hội chúng ta ngồi đây nó cũng rất là khó khăn. Cái jacket này các bạn nhé, jacket keselamatan. Tali thì cái tali này nếu cô tách riêng ra, đúng không nào? Tali này nếu cô tách riêng thì nó chính là cái dây, cái sợi dây đấy các bạn, chúng ta gọi là tali. Ví dụ như cô nói là bagi saya satu tali saya la ikat ini barang, là cho tôi một cái dây để tôi buộc cái đồ này, thì cái tali đó chính là cái dây. Còn cái pinggang này thì các bạn đã học rồi đúng không nào? Pinggang này chúng ta học rất là nhiều rồi. Mua pinggang hoặc là cái eo quả thận. Eo. Thì khi chúng ta ghép ba từ này vào, cleda nó chính là tali, pinggang, cleda, nó là dây thắt an toàn. Cái này dùng được cho cả máy bay hoặc là dùng cả cho xe hơi, chúng ta cũng gọi là cái tali, pinggang, cleda các bạn nhé. Cái từ pipe này nếu mà cô tách riêng ra thì nó chính là cái ống nước đó các bạn. Cái ống nước, cái ống đó, thì người ta sẽ gọi là pipe. Còn pelafasan thì cái lafat này chúng ta đã học cái từ lafat này rồi. Đó là lafat là thở mà. Chúng ta chỉ thêm cái tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ vào thôi. Pipe, pelafasan. Ống thở. Pet tức là cái túi rồi. Udara, túi khí. Lepe Prat thì khi mà hành lý bagasi của các bạn mà Lepe Prat là chúng ta thừa cân rồi, đúng không nào? Thừa cân thì các bạn biết ở trên khi mà các bạn tốt nhất, ví dụ như các bạn mua 30 cân thì tốt nhất là chúng ta cân đôi đuối đi thôi. Nếu chúng ta cân ngang bằng với cái mức đó thì đôi khi cái cân của người ta mà tụt lên thì mất công là chúng ta phải mua thêm, và mua thêm ở mấy ở sân bay thì nó rất là đắt. Nên là cái Lepe Prat nó là thừa cân. Berat, sorry các bạn nhé. Berat nó khác, berat nhé. Berat. Kiriman đó là ký gửi, hành lý ký gửi đó, bagasi kiriman. Data maso, chúng ta có từ data chúng ta học rồi. Maso đăng ký để vào, đúng không nào? Đăng ký để vào chúng ta lại data maso. Pelepangan đó là chuyến bay. Lompo krusi thì lompo chúng ta cũng học rồi, krusi chúng ta cũng học. Chúng ta chỉ cần cái số ghế này thì ở trên máy bay nó cũng có số ghế đúng không các bạn? Ví dụ như là ghế của cô là ghế 15 thì nó có A, B, C gì đó. A, B, C thì chúng ta cố gắng là chúng ta ngồi đúng cái số ghế đó.
thứ nhất là chúng ta ngồi đúng số ghế. Ví dụ như chúng ta biết nói thì không sao, nếu mà chúng ta không biết nói một số, ví dụ chúng ta mua vé máy bay cho ba mẹ chúng ta chẳng hạn, và ba mẹ chúng ta không biết nói thì tốt nhất là phải yêu cầu các cụ là phải ngồi đúng ghế. Ví dụ như chúng ta có mua thêm cơm hoặc là chúng ta có những cái chăm sóc đặc biệt gì thì cái nhân viên tiếp viên hàng không người ta sẽ đến đúng cái số ghế đó, người ta kiểm tra hộ chiếu thì nó dễ hơn. Nên cái số ghế này chú ý. Nếu như mà người già thôi, còn như chúng ta biết nói rồi thì chúng ta dễ dàng hơn, đúng không nào? Gigiran Pelepangan nó là chặng bay, cái chặng bay nhé. Thì một trong số những cái từ này thì nó là những cái từ mà chúng ta thường gặp phải ở sân bay, hoặc là một số những cái từ khác, ví dụ như là cái từ custom. Custom thì chắc là không bạn nào lạ lẫm gì với từ custom, đúng không nào? Custom là cái bộ phận gì các bạn? Hải quan. Đúng rồi, custom thì chính là cái bộ phận hải quan. Và khi mà các bạn đóng dấu, các bạn phải đến cái bộ phận hải quan này để các bạn đóng dấu rồi. Nếu mà các bạn không đóng dấu qua bộ phận hải quan thì các bạn sẽ không ra cũng không vào được, thì đó là cái bộ phận hải quan các bạn nhé. Thì đây là tất cả những cái phần từ vựng của cái phần này. Và trong cái phần này thì cô có yêu cầu là các bạn viết cho cô một đoạn hội thoại. Đoạn hội thoại nói về cái tình huống tại sân bay. Thì cái tình huống này thầy cô cho một cái đoạn hội thoại, nó thuộc cái trường hợp là bạn gặp rắc rối về hành lý khi bạn mang cái thứ mà không được phép mang vào Malaysia. Còn các bạn có thể viết cuộc hội thoại tùy các bạn có vấn đề gì ở sân bay các bạn đã từng gặp phải rồi, thì các bạn có thể viết lại cuộc hội thoại đó bằng tiếng Mã nhé, viết cho cuộc hội thoại. Các bạn đã từng đi sân bay rồi, nếu như các bạn gặp những vấn đề gì hoặc là không gặp vấn đề gì hoặc là như thế nào thì các bạn có thể viết lại cuộc hội thoại. Còn cái này thầy cô chia sẻ cái phần này là của bạn Thùy Linh, bạn ấy bị gặp rắc rối về hành lý. Thứ nhất là bạn ấy mang cái hạt tiêu đen, đó là hạt tiêu đen vào trong Malaysia và được không được phép thì gặp một số rắc rối và bạn sẽ giải quyết như thế nào. Thì sẽ đến với cái phần hội thoại này, immigration thì chúng ta biết rồi, đây là cái bộ phận custom, hải quan, immigration này nó là cái bộ phận hải quan đó. Cô ơi, tơ pan là sân bay hả cô? À... từ trên, tơ pan. Cái từ bên trên này tơ păng này nó tơ là... ví dụ như là Pelampangan tơ păng thì nó mới cái từ Pelampangan này tơ păng nó mới đủ là sân bay. Còn sân bay thì thường thường là ví dụ như chúng ta nói là Pelampangan tơ păng thì rất ít người gọi, và thường thường chúng ta sẽ gọi bằng từ gì các bạn thường gọi sân bay là cái gì? Airport. Chúng ta sẽ gọi cái từ đó nhiều hơn, nhưng mà cái từ này là từ tiếng Mã đấy các bạn. Nhưng mà ví dụ như là cô không biết cái từ airport vào đây tại sao, vì airport bạn nào cũng biết rồi, không chia sẻ cái từ đó nhé. Còn thường thường chúng ta gọi airport là sân bay. Còn cái từ này thì em phải muốn từ sân bay em phải nói đủ, đúng không nào? La pangan, tơ pang nó mới đủ là sân bay. Còn tơ pang không, nó chỉ là bay thôi. Bay đó. Phần thứ nhất là Sila bagi kami periksa bagasi awak. Thì periksa an này chúng ta đã học rồi, đúng không các bạn? Periksa an. Kiểm tra. À, khám và kiểm tra trong tình huống tại gặp bác sĩ đó các bạn. Periksa an thì phần này người ta viết tắt đi, người ta viết là periksa. Sila bagi kami periksa bagasi awak, xin vui lòng cho tôi kiểm tra hành lý của bạn. Tiếp theo là ya ada apa masalah. Từ masalah chúng ta cũng học rồi, vấn đề. Kami mengesan thì cái từ mengesan này chúng ta có thể dịch là theo dõi cũng được, phát hiện cũng được các bạn nhé, theo dõi hoặc là phát hiện đó. Đi đà lam ở bên trong này, ada barang có một cái đồ gì, bần tộ có nghĩa là có cái hình dạng nữa các bạn, bần tộ đại diện cho hình dạng. Warna hitam có một cái đồ gì hình dạng màu đen. Itu apa đó là cái gì? Pia thì cái từ pia này nó có nghĩa để cho tôi, đúng là cái hành động để cho tôi, pia là để đấy các bạn. Saya buka pagasi saya untuk tuan periksa, thì tuan và puan thì chúng ta biết rồi, ngài hoặc ông. Là tuan là ngài hoặc là ông, tuan puan thì là dành cho phụ nữ, còn tuan là dùng cho phái nam. Ini apa đây là cái gì? Itu ialah lada hitam Việt Nam punya. Đây là hạt tiêu đen của Việt Nam. Awak tidak dipenakan thì bạn không được phép này. Dipenakan là không được phép. Bawa lada hitam masuk ke Malaysia. Bạn không được phép mang cái hạt tiêu đen vào trong Malaysia. Sila tinggalkan tinggalkan di luar. Xin vui lòng để ra bên ngoài. Đi luar, đi ke luar đó. Người ta nói đi Sila tinggan kan di luar, xin vui lòng để ra bên ngoài hoặc là bỏ ra bên ngoài. Tiếp sang phần bên này.
Yeah, minh tạ mã. Vâng, xin lỗi đúng không nào? Thì tất nhiên chúng ta chỉ có quyền xin lỗi thôi. Chứ còn trong cái trường hợp này chúng ta rất ít khi người ta đã kêu chúng ta bỏ rồi, chúng ta không có cách nào để chúng ta mang sang được nữa. Ví dụ như đôi khi các bạn giải thích cũng được đúng không nào? Đôi khi chúng ta giải thích cái này là cái gì kia, nhưng mà nếu vào cái cấm thì chắc chắn là sẽ không được. Cô thì cô không từng mang hạt tiêu đen, cô không biết hạt tiêu đen có được phép hay không thì cô không biết. Nhưng mà cũng hên xui, có lúc thì chúng ta mang hoa quả vào cũng được, có lúc thì không được. Cái này là do bên người ta kiểm tra thôi. Awa bagi saya periksa paspor, bạn cho tôi kiểm tra hộ chiếu. Ya ini stone. Awa boleh kemasukkan dan keluar, bạn có thể check in và ra khỏi đây nè. Ya terima kasih stone. Thì đây là cái bài hội thoại, nó rất là đơn giản thôi. Bạn ấy gặp một chút xíu rắc rối trong hành lý thôi. Thì các bạn sẽ đọc cái bài hội thoại này, về nhà chúng ta sẽ mở rộng ra. Các bạn sẽ không làm về cái vụ mà rắc rối cho hành lý nữa nhé. Các bạn sẽ làm những cái vấn đề khác. Ví dụ người ta có thể hỏi các bạn như là một, đôi khi các bạn đưa cha mẹ các bạn sang, các bạn gặp cái custom người ta từng hỏi những cái gì, đúng không? Có những bạn nào mà từng cho cha mẹ sang đây thăm và đôi khi custom người ta sẽ hỏi đây là ai, hoặc là bạn sống ở đâu, hoặc là người này là người nào đối với bạn, hoặc là bạn đã từng phải vào office vì vấn đề gì đó, thì bạn có thể chia sẻ lại những cái vấn đề đó để cho mỗi người một cái chia sẻ thì chúng ta sẽ được học nhiều hơn. Thì đó là cái phần bài tập ngày hôm nay. Còn các bạn trước tiên các bạn sẽ đọc cho cô cái phần này trước nhé, đọc cho cô cái phần hội thoại này. Cô mời nhóm của lớp trưởng nè, đọc trước nè. Nhóm của Linh đâu rồi? Linh và Thúy còn nghe được không em? Dạ còn cô. À Thúy đọc. Có đọc được không? Thúy có nghe được không? À có đọc được. Em nghe được. Chị nghe tiếng em không? Em đọc với Huy Tiên Huỳnh đi. Dạ. Chị Tiên Huỳnh ơi. Sila bagi kami periksa kasa bagasi awa. Ya, ada apa masalah? Kami mengesan di dalam ada barang bentuk warna hitam itu apa? Bi, saya buka bagasi saya untuk tuang periksa. Em là thầy Linh đúng không? Tới chị á. À bởi vì itu ialah lada hitam Vietnam punya. Awa tidak dibendakan dibendakan bahwa lada hitam masuk ke Malaysia, sila tinggalkan di luar. Ya, saya minta maaf. Awak bagi saya periksa pasport. Ya, ini tuan. Awak boleh kemasukan, kemasukan dan keluar. Ya, terima kasih tuan. Ok, cảm ơn hai bạn nào. Cô mời Linh đọc với một bạn của nhóm Mai. Nhóm Mai có ba bạn đúng không nào? Mời Linh đọc một bạn của nhóm Mai rồi nhóm Mai hai bạn đọc tiếp nào. Ok. Đọc với ai? Chị đọc với ai bên kia? Ai cũng được. Mai và Linh đọc đi, và lát nữa Hiền và Bích Tiền đọc. Dạ. Mai đọc trước hay chị đọc trước đây? Dạ, ai đọc cũng được, em đọc nha. Sila bari kami barista ma parasi awa. Ya, ada apa masalah? Kami menggesan di dalam ada barang bentuk warna hitam itu apa? Biar saya buka bagasi saya untuk periksa. Apa ini? Itu ialah lada hitam Vietnam punya. Awak tidak. Dibenarkan bahwa lada hitam masuk ke Malaysia, sila tinggal ikan di luar. Ya, saya minta maaf. Awak beri saya periksa paspor. Ya, ini tuan. Awak boleh kemasukan dan keluar. Ya, terima kasih tuan. Ok nhé, cảm ơn Linh và Mai. Chú ý tự lại đọc cho cô nhé, Mai nhé.
tinh gan can, không đọc là tinh ga y can nhé, không có từ này nhé. Tinh ga can. À, tinh ga can hoặc là đọc là tinh gan can nhé, không đọc là tinh ga y can, nó không có chữ y ở giữa. Chỉ có từ đó thôi. Yeah. Cô mời hai bạn khác của nhóm Mai nè, bạn Hiền và Bích Tuyền đúng không? Yến như chị mình, chị Yến chị như mình thì. Mời hai bạn nào. Các bạn khác đọc bài rồi thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần bài tập nhé. Lát nữa chúng ta sẽ làm phần bài tập ứng dụng. Ai đọc trước á? Hello. Đọc đi chị. Mandy và Yến nào. Bạn nào đọc trước không? Sila bagi kami periksa bagasi awak. Ya, ada apa masalah? Kami mengesan di dalam ada barang bentuk warna hitam itu apa? Biar saya buka barasi saya untuk tua periksa. Apa ini? Itu ialah lada hitam Vietnam punya. Awak tidak dibenarkan bawa lada hitam masuk ke Malaysia. Sila tinggalkan di luar. Ya, saya terima, minta maaf. Awak pagi saya periksa paspor. Ya, itu ini tuang. Awak boleh kemasukan dan keluar. Ya, terima kasih tuan. Ok, cảm ơn hai bạn nhé. Cô mời nhóm của Ngọc Đẹp nào, Hiền và Bích Tuyền đúng không? Dạ. Dạ. Em đọc trước anh chị Hiền. Sila bagi kamu periksa bagasi awak. Ya, ada apa masalah? Kami menyesan di dalam ada barang bentuk warna hitam itu apa? Biar saya buka bagasi saya untuk tung periksa. Apa ini? Itu ialah lada hitam Vietnam punya. Awak tidak dibenarkan bawa lada hitam masuk ke Malaysia. Sila tinggalkan di luar. Ya, saya minta maaf. Awak pagi saya periksa patos. Ya, ini tung. Awak boleh kemasukan dan keluar. Ya, terima kasih tung. Ok nhá, chú ý cho cô từ tuân, không phải là tung. Đọc các bạn đọc, đúng là tu và an nó đọc nhanh thôi. Tuân, tuân. À, tuân. Tu và an nó tấu tu an ở an, nhưng các bạn đọc nhanh lên. Tuân, tuân, tuân. À, tuân, tuân. Nó là hai âm tiết đó, nhưng mà chúng ta đọc nhanh nên các bạn nghe như là một âm tiết, nhưng chính là hai âm tiết. Tuân. À, cô mời bạn Jenny và bạn Nga nào đọc bài nào. Các bạn khác còn lại chuẩn bị bài tập phần ứng dụng nhé. Xong chúng ta sẽ làm bài tập. Em đọc hả? Chị đọc đi. Chị đọc trước nha. Sila bagi kami periksa barasi awak. Ya, ada apa masalah? Kami menresan di dalam ada barang bentuk warna hitam itu apa? Ya, saya buka bagasi saya untuk tuan periksa. Apa ini? Itu ialah lada hitam Vietnam punya. Awak tidak dibenarkan bawa lada hitam masuk ke Malaysia. Sila tinggalkan di luar. Ya, saya minta maaf. Awak bari saya periksa paspor. Ya, ini tuan. Awak boleh kemasukan dan keluar. Ya, terima kasih tuan.
Ok, cảm ơn Jenny và Hồng Nga nhé. Chúng ta sẽ sang bài tập phần ứng dụng nào. Thì phần này chúng ta sẽ dịch thôi, phải không nào? Chúng ta dịch ra tiếng dịch cái tiếng Mã. Câu đầu tiên thì dễ rồi, câu này các bạn thường xuyên bị hỏi, đúng không nào? À, bạn có thể nói tiếng Mai xa không? Awa bole chaka pasa malayu ta. Đó là cái câu, đúng không nào? Và chúng ta nếu như chúng ta trả lời, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Saya bole sakap sikit-sikit. Dạ, mau sikit. Saya bole. Đúng không nào? Bây giờ chúng ta bole mà đâu có sikit-sikit đâu. Saya bole la. Saya bole cakap Melayu ta. À, saya bole la. Đúng không nào? Saya awak bole cakap bahasa Melayu ta. Đó là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai. À, chúng ta cũng dịch từng chữ một nào. Xin vui lòng là gì nào? Sila. Sila. Pergi. Sila. Sila itu. Itu ở chỗ nào nhỉ? Sila. Pergi. Sila. Theo là cái gì? Cửa là cái gì? Pintu. Pintu wi dan pintu masuk tujuh belas. Masuk pintu tujuh belas. Dịch từng chữ một nó sẽ thành nhá. Cô đọc lại này. Ok, cô đọc lại từng chữ một này. Sila pergi ikut. Đó là theo có nghĩa là ikut. Pintu kuil dan masuk pintu lombok. À lombok 17. Đó là 17. À như vậy cho cô nhá, dịch ra. À, bạn định ở đây bao nhiêu lâu? Wa akan tinggi di sini berapa lama? Wa tinggi hay là tinggan các bạn? Tinggan. Oh tinggan ya. Wa ingat tingga berapa? Tinggi là cao mà. À oh tingga. Ok nhá, câu này chúng ta có rất nhiều cách để nói, đúng không nào? Wa akan tinggan di sini berapa lama? Hoặc là awa ý ngạn tinggan di sini berapa lama, nó đều có nghĩa giống nhau. Ủa cô, em ghi cái câu nạ được không cô? À, bạn muốn thì nó không sử dụng cho cái từ định, đúng không ạ? Bạn muốn thì chúng ta cũng có thể sử dụng, ví dụ như awa nạ tinggan di sini berapa lama, awa mau tinggan di sini berapa, nó cũng gần đồng nghĩa như là bạn định, đúng không ạ? Bạn định, bạn muốn. Awa ý ngạn tinggal berapa lama. Được, lạ cũng được, muốn cũng được. Câu này là hu cũng được luôn. Chúng ta nói nhé, rất nhiều cách để chúng ta nói. Cô nói hả cô? Awa ingat tinggal. Awa akan tinggal di sini. Di sini là ở đây đó. Berapa lama là bao nhiêu lâu? Hoặc là awa mau tinggal di sini berapa lama? Awa na tinggal di sini berapa lama? Hoặc là awa ingatkan tinggal di sini berapa lama? Nó có rất nhiều cách để nói câu này. Nên câu này chúng ta có quyền mở rộng, nhưng mà cái câu berapa lama thì không thể thay đổi, đúng không nào? Berapa là bao nhiêu mà, bao nhiêu lâu mà, lama là lâu mà, đúng không nào? Nên chúng ta chú ý nhé. À, xin lỗi, có thể cho tôi đi trước được không? Minta ma ole bagi saya pergi. Dulu ta. Pergi dulu boleh tak? À đúng rồi đó, đúng không nào? Minta maaf boleh bagi saya pergi dulu ta. Dulu chúng ta đã học rồi, đúng không? Trước đó, trước đi từ dulu nhá. À, minta maaf boleh bagi saya pergi dulu ta. Tiếp theo là tôi đang bị trễ chuyến bay. Saya sudah terlambat penerbangan. Đó là tôi đang bị trễ chuyến bay. Hoặc là saya sudah terlambat, có được không bạn? Tôi đã bị trễ chuyến bay rồi, đúng không nào? Hoặc là saya sedang, thì nó là cái cách diễn tả cái câu này nhá. Saya sedang terlambat penerbangan. Tôi trễ bị muộn. À, cho tôi kiểm tra hộ chiếu, cô này có trong bài hội thoại rồi. À, bạn nói nhắc lại cho cô nào. Awa bagi saya periksa paspor. Đúng rồi. Awa bagi saya periksa paspor, cho tôi kiểm tra hộ chiếu. Tôi bị thất lạc hành lý, thì cái từ thất lạc này chúng ta sử dụng là hy lăng các bạn nhé. Hy lăng mất mát hoặc thất lạc. À, yang hy lăng bagasi có nghĩa là thất lạc hành lý. Sau khi hilang bagasi,
Say hi lăng. Lăng các bạn biết bình thường hỏi hi là lăng eo đó, lăng eo đó. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Saya ada boleh untuk awak. Tolong apa sama awak? Yeah, saya boleh tolong apa sama awak? Hoặc tôi bạn có thể giúp đỡ tôi không thì nói như nào các bạn? Awak boleh tolong saya untuk awak. Yeah. Awak boleh tolong sama saya tak? Đó nào. Hoặc là min tạ tolong sama saya, xin giúp đỡ tôi. Rất là nhiều cách để chúng ta nói, còn cái này là tôi có thể giúp gì cho bạn? Ví dụ các bạn gặp một người đang khó khăn ở trên đường, các bạn có thể nói là apa saya boleh tolong sama awak, hoặc là saya boleh tolong sama awak apa, nó đều có nghĩa giống nhau. Tôi có thể giúp. Cô, em cho em hỏi cái này cô. Nói đi em. À, cái câu này mình có thể nói là ada apa saya boleh tolong awak được không cô? Ada apa saya boleh tolong sama awak được nhé. Ada apa saya boleh tolong sama awak. Có cái gì tôi có thể giúp cho bạn không? Hoặc là apa saya boleh tolong sama awak, hoặc là saya boleh tolong apa sama awak, nó đều giống nhau nhé. Chỉ có ví dụ chúng ta nói là awak boleh tolong sama saya tak thì nó khác nghĩa rồi, đúng không nào? Awak boleh tolong sama saya tak thì nó không còn cái nghĩa này nữa, có nghĩa là bạn có thể giúp đỡ tôi không rồi. Còn cái câu mà bạn có thể tôi có thể giúp gì bạn không thì chúng ta có quyền đổi ngược đằng trước, đổi ngược đằng sau, tùy các bạn nói đủ câu nhé. Phần này thì các bạn mình có thể nói. Nói đi em. Cô mình có thể nói là saya boleh tolong untuk awak đúng không cô? Tộ không, đúng là un tộ là cho một cái điều gì đó, đúng không nào? Chúng ta không sử dụng từ un tộ trong trường hợp này nhé. Yeah. Không sử dụng un tộ, đúng không nào? Saya boleh tolong apa untuk awak thì không. Saya boleh tolong apa sama awak nhé, sama awak. Không sử dụng từ un tộ trong phần này thì nhé. Yeah. Chú ý phần này ôn tập thật kỹ nhá. Đôi khi đâu đó cô có ôn tập ở trong phần thi đâu, cô có những cái câu hỏi này thì các bạn chú ý, nhưng mà cô sẽ thay đổi đi rồi. Thế các bạn chú ý nhá, phần này ôn tập kỹ cho cô. Ôn tập kỹ thì chúng ta ôn tập như thế nào? Khi mà các bạn đã nắm vững được từ vựng thì bất cứ cô cho từ nào các bạn cũng dịch được, chỉ cần các bạn thuộc từ vựng. Và khi mà thuộc từ vựng rồi thì cô có đổi chữ nào các bạn cũng vẫn biết, đúng không nào? Ví dụ như bây giờ các bạn cứ thuộc là đi theo cửa Q và vào số 17. Bây giờ cô nói là đi theo cửa khác và vào cửa số khác thì các bạn phải phát hiện ra, đúng không nào? Cái chúng ta phải nhìn tiếng Việt, chúng ta dịch tiếng Mã thì đó là cái điều quan trọng, và các bạn chú ý phần này ôn tập. Và về nhà, bài tập của các bạn tuần này các bạn đã nhớ chưa nhỉ? Dạ. Yeah. Là một bài hỏi tình huống tại sân bay, đó là thì cô có mở rộng, cô có gợi ý là đôi khi là các bạn sẽ gặp trục trặc, ví dụ như là các bạn đưa cha mẹ sang chơi, đưa chị em thì sang chơi, cắt tâm có hỏi những vấn đề gì, đúng không nào? Hoặc là ví dụ như là một số bạn nào mà có vấn đề gì trục trặc về visa, ví dụ như là em vừa mới đổi hộ chiếu mới và em sang đó hộ chiếu của em bị bấm nổ rồi, đó là cũng một số những cái trường hợp chúng ta gặp phải ở sân bay. Hoặc là bạn nào từng bị thất hạc hành lý, hoặc là bạn nào bị hành lý nó quá cỡ, đó là LP Brass hoặc là cái gì đó, thì các bạn có thể viết lại những cái cuộc hội thoại mà các bạn gặp phải ở sân bay, mỗi bạn một ý thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều. Và phần này thì các bạn sẽ chia sẻ lên nhóm nhé, phần này chia sẻ lên nhóm để cho các bạn cùng tham khảo, và ví dụ như cô cũng sẽ đọc, nếu như mà bài nào sai thì cô sẽ sửa, đúng không? Bài nào sai thì cô sẽ sửa, và các bạn chú ý là viết lên nhóm. Còn cái phần kia thì các bạn chú ý cho cô, thuộc 13 bang. Thuộc là chúng ta phải viết được, nói được, đó là khi mà các bạn ngồi này các bạn cũng thể nói được Maisa de Tiger Plus Lugri, và các bạn để kẻ liệt kê ra, liệt kê cho cô 13 bang. Ngoài 13 bang đó thì ví dụ như là Sekarang saya tinggal di Lugri Perak, ví dụ như cô nói như vậy. Còn các bạn ở Selangor thì các bạn phải nói Selangor, các bạn nói ở Pahang để nói Pahang, đó nào, thì nó tùy cái việc sinh sống của các bạn. Và cái này thì tuần sau và ôn tập thì cô sẽ yêu cầu các bạn làm video kỹ hơn, vì video chúng ta sẽ liên quan tới phần thi. Nhưng mà tuần sau thì cô sẽ dành thời gian nhiều hơn cho phần ý nghĩa đá cờ. Còn tuần này thì lớp mình cô không giao ý nghĩa đá cờ. Tuần sau chúng ta sẽ học, chú ý học thuộc từ vựng cho cô nhá, và viết một bài hội thoại. Dạ. Yeah. Ok, chúng ta còn gì thắc mắc trong bài tập ngày hôm nay nữa không các bạn? Ok nhá, vậy các bạn nghỉ đi và về nhà chúng ta chú ý là ôn tập trên nhóm mỗi ngày, dù cô có vào nhóm hay không vào nhóm, nhưng mà nhiệm vụ của bạn là lên nhóm nói chuyện mỗi ngày nhá. Nhiệm vụ lên nhóm nói chuyện mỗi ngày, bất cứ chuyện gì mà em gặp phải em cũng có thể lên nhóm nói, đó nào. Thì các bạn lên nhóm, ví dụ như cô có thời gian thì cô vào nói chuyện với các bạn, còn cô không có thời gian mà cô xem, chủ yếu là cô sửa bài thôi. Còn nói chuyện thì các bạn cứ phải nói chuyện, không có liên quan tới cô, đó nào, không có ảnh hưởng là cô có nói chuyện hay không, điều quan trọng là các bạn nói chuyện với nhau để các bạn học tập. Còn bài tập thì cô sẽ cố gắng là cô sẽ vào và cô xem, cô sửa khi nào mà cô nhất định là cô không bỏ bài tập nào các bạn, nhưng mà việc nói chuyện là các bạn phải nói chuyện với nhau mỗi ngày nhé, đúng không nào? Yeah. Một ngày mấy trăm tin nhắn á cô? Tin nhắn cũng là nếu như mà các bạn khi nào cô thấy cũng nhóm mình là nó ở trên top số 1 hết, nếu như mà nó không lên top thì cái nhóm của chúng ta nó sẽ bị yếu, các bạn cố gắng. Cô còn cái nhóm riêng ở ngoài đó cô, xó mệt luôn. Bên nhóm của em á, từ sáng đến